Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hôm nay trước khi kể câu chuyện thì Tân làm một nén trầm để cho nó tỉnh táo chút xíu. Tân mới ngủ chưa dậy thì Tân kể cho các bạn nghe để úp lên sớm. Tại chút nữa Tân lại phải đi công việc ha. Thì hôm qua Tân có kể cho các bạn nghe cái câu chuyện về thế giới của tâm linh nước bạn. Thì nhiều bạn cũng thích thú lắm. Các bạn cũng coi như là lạ lẫm những chuyện xảy ra ở xứ người. Thì đúng rồi các bạn, tôn giáo là một trong những thứ mà chúng ta phải tôn trọng. Cho nên là nhiều khi cũng khó nói lắm. Bởi vì mình đi xứ khác đó, có những cái phong tục tập quán mình không biết. Như hôm qua khi mà kể xong cái câu chuyện đó, thì có một bạn, bạn vô bạn cho Tân thêm kiến thức. Thì bạn nói rằng là nếu như mà người đạo Hồi á, ở nước khác á, mà họ tặng cho bạn một cái khăn thì là rất là quý. Và cái khăn đó là không, tuyệt đối không được có chùi chân hay là lễ nó dơ. Bị khăn đó là người ta quỳ, người ta cầu nguyện. Khi mà ta tặng cho mình là người ta quý lắm. Thì để Tân biết sau này mình làm ăn với bạn bè phương xa mà mình có dịp mình quý người ta thì mình cũng mua thảm, mua khăn mình tặng để cho người ta có cái người ta hành lễ của người ta. Tâm linh á là phải tôn trọng. Mỗi vùng miền, mỗi đạo giáo mình đều phải tôn trọng hết. Đó là cái mà người kể chuyện người ta phải có được cái chuyện đó. Chứ người ta không có thiên về một cái người nào, đạo nào để mà người ta có sự kỳ thị là không có nên. Đạo nào cũng có cái hay của nó hết, đều hướng cho con người ta đi theo cái hướng thiện. Nhưng mà người ta có cái tôn chỉ, có cái quy luật của người ta. Thì hôm nay Tân kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này đó là Tân thấy nó cũng hay. Và cái bạn này gửi câu chuyện về là cũng đã lâu rồi. Thì hôm nay sẵn trong cái dịp mà kể về Sài Gòn của mình, những cái năm hồi xưa, thì Tân kể câu chuyện này. Thì câu chuyện này nó có từ cái thời mà ông cố của bạn này, cũng là những năm 1900 hồi đó. Thì bạn muốn giấu cái năm cũng như là giấu những cái nhân vật, nhưng mà bạn cho phép nói tên những cái người ở trong câu chuyện này. Thì lúc đó có một cái căn nhà ở quận 4. Thì căn nhà này nó xảy ra một cái vụ án mạng. Cái người mất là một người đàn ông độ khoảng 40 mấy tuổi. Mà ông này thì ông chết trong cái tư thế là ông nằm ngay trước cửa nhà. Nhưng mà nằm ở bên trong nhà, đầu hướng ra mặt đường, trong tư thế nằm sấp. Thì khi mà người ta phát hiện ổng á, thì người ta lực ổng lên á, thì người ổng nát hết. Mặt mũi của ổng thì bị cạ vô cái miếng sắt á, là cái cánh cửa đó, nó nát, nó cào nát hết. Rồi ngực, rồi xương thông, xương chậu đồ nó là nó banh chành hết. Thì trước cái sự việc đó thì nó nằm ở cái thời ngày xưa, của chế độ xưa. Thì người ta có hai cái luồng suy nghĩ. Một là ông này bị một chiếc xe nào đó nó chạy ngang, nó tông trúng. Thì người ta mới sợ quá thì người ta mang xác ổng vô trong nhà. Cái luồng suy nghĩ này thì nó không có phù hợp, nhưng mà thời đó thì người ta tin là có thể là xảy ra. Mà khi mình nghe thì nó không phù hợp, bị gì sao? Thứ nhất là nếu như đó là nơi hiện trường thứ nhất thì tất nhiên sẽ có người thấy. Sẽ có người thấy chứ, tại dệt máu mà, xe cán mà. Mà người ta sẽ không có đủ cái sự bình tĩnh đến mức mà người ta bưng cái xác đi về nhà. Mà nếu là vô tình xảy ra thì cái người lái xe đâu có biết ông này nhà ở đâu đâu. Mà làm sao có chìa khóa này nọ rồi vô rồi sắp đặt vậy đó. Mà nếu đã bưng vô trong nhà được rồi thì người ta sẽ tìm cách người ta che giấu. Hoặc mà nếu mà bưng vô nhà thôi, ta bưng ra chỗ nào đó người ta dục. Tại vì hồi xưa đó là sông ngòi kênh lạch nó nhiều lắm, người ta quăng phi tang cũng được, mắc gì đem vô nhà. Cho nên là cái luồng suy nghĩ thứ nhất nó không có hợp lý. Luồng suy nghĩ thứ hai là thời đó là thời xưa, chính quyền cũ,
thì có thể là có giờ giới nghiêm. Ông này ông ăn nhậu, ông đi về thì có thể là ông bị sau đó gia chạm những người thời xưa đó thì người ta thủ tiêu. Cho nên người ta mới có đủ khả năng người ta mang về nhà, người ta làm hiện trường này nọ. Thì đó là cái suy nghĩ mà có vẻ hợp lý. Nhưng mà rồi người ta cũng cảm thấy nó rất là phi lý, vì ông này cũng là một cái người nó du thủ du thực. Nói về cuộc sống thì nó cũng không có quan hệ lớn. Cuộc sống ông này bê tha rượu chè thôi. Thì người ta không biết cái giả thuyết nào là phù hợp, mà cũng không biết tại sao ông chết. Còn người thân ông thì không có. Thì lúc bấy giờ đó các bạn, nó có thêm một chuyện là cái nhà nơi ông ở nó không phải là cái nhà của ông. Nó là một cái miếng đất dư ra từ hai cái nhà hai bên. Thì Tân cho là nhà số 1 và nhà số 2. Cái miếng đất là nó dư ra từ hai cái nhà hai bên. Thì hai cái nhà đó giống như là người ta xây cho nó đẹp theo đúng cái khuôn khổ người ta hay sao đó. Hay là người ta thương tình, người ta cho cái miếng đất cục, gọi là miếng đất nhỏ nhỏ giữa hai cái căn nhà, để ổng lắp lên vài cái miếng tôn, rồi ổng vô đó ổng ở. Thì bây giờ ổng chết. Thì hai cái nhà này là nhà số 1, hai ông, nhà số 1, nhà số 2 mới có cái lời bàn bạc với nhau. Là bây giờ tôi xui quá. Bị gì á, lúc đầu mình làm từ thiện, mình cho thằng cha nội này vô ở. Mà bây giờ ông này ổng chết. Ông này ổng chết rồi. Tự nhiên bây giờ giữa hai căn nhà của tôi với ông đó, là hai ông nhà hai bên số 1, số 2 nói chuyện, tự nhiên giữa tôi nhà ông có người chết. Mà bây giờ nhìn hôm hòm nó giống như cái miếu, nó không hên. Thôi thì bây giờ vậy tôi tính vậy coi ông coi được không. Tôi với ông hùng tiền lại, mình đi cúng dường, mời thầy giỏi về coi. Rồi mình bứng luôn cái nhà này đi. Mình sang lắp cái tôi với ông cái nới nhà mình rộng ra, cái cho cái sân mình nó rộng. Rồi để cho nó bớt xui rủi. Thì hồi xưa nó giống như bây giờ bạn. Bây giờ nhà của người ta bèo bèo cũng được một lầu. Rồi nhà cao cửa rộng. Còn nhà thời đó nó cũng tương đối thưa thớt. Nhà người ta thích xây nhà thì nó không có lầu, không có chệt luôn. Nhà theo kiểu giống như là ở dưới vùng sâu mình bây giờ vậy đó. Dưới quê đó. Cho nên là cái chuyện mà nới hàng rào ra nó dễ lắm. Và có điều là người ta đúng lễ đó, thì có người mất thì phải mời thầy về để xin phép, để coi làm sao. Thì người ta mời thầy Pháp về làm cái lễ cúng. Cúng sau đó xong xuôi đó, thì thầy Pháp là người bước vô trong nhà. Thì những cái thứ gì mà còn lại trong nhà, nếu như mà có của cải, thì nó sẽ thuộc về cái người thầy Pháp đó. Cho nên là ông này mới lục những cái rương ở trong cái tủ đó, cái tủ nhỏ xíu à. Thì dưới nó có cái hộp, mình gọi cái rương đi cho nó sang mồm. Thì trong đó nó có dài ba cái hộp thiết chứa đựng những cái kỷ niệm, như là hình ảnh, rồi giấy tờ, rồi bù lon ông táng. Hồi xưa là cái gì người ta cũng nhét vô mấy cái tủ hết. Thì trong đó người ta mới thấy hình của cái ông chết hồi trẻ. Thì ai cũng bàng hoàng hết hồn hết, đặc biệt là hai ông nhà hai bên. Hai ông nói rồi sao hồi trẻ đẹp trai quá, nhìn giống như là bác sĩ hay là kỹ sư nhưng có học, mà sao bây giờ bê tha nhìn thấy ớn như trời. Đó. Thì mới lục qua những tấm hình, thì tới cái tấm hình cuối cùng là chụp chung một cô gái. Khi mà nhìn tấm hình đó thì cái người thầy cúng, người thầy Pháp đó mới rung tay. Thì thầy Pháp mới bắt ứng, khai nhãn mới nhìn vô trong nhà. Thì thầy Pháp rung, thầy Pháp mới quay qua nói với hai ông này là thôi chết rồi. Nhà này là không có đập được đâu. Cái người mà hại chết ông này là cô gái trong hình, mà cổ thành quỷ lâu rồi. Thì chắc cái dịp đó là cổ đã đủ cái sức mà cổ ăn hồn của chính cái người đàn ông này. Cho nên là cổ làm vậy để mà cổ hiện thân. Phải nói rằng là các ông không nhìn thấy, nhưng mà tôi thầy tôi nhìn thấy cổ ngồi ở trong nhà rồi. Cho nên tôi khuyên vậy, nếu hai ông là cái người có tâm thì hai ông đừng có phá vỡ cái chỗ này mà hãy xây thành miếu. Hai ông thay phiên nhau thờ. Biết đâu cổ hiển linh, cổ giúp cho hai người ăn nên làm ra. Chứ bây giờ mà đập mà nới ra đó, mất cái chỗ mà cổ ngồi đó cổ tu đó, thì cổ hại hai ông đó là vong mạng. Mà người nhà cũng mà khó lòng qua khỏi.
Tôi thì tôi không có đấu nổi cái cô này đâu, dông cô này cô hận dữ dằn lắm. Thì lúc bấy giờ đó các bạn, người Tây Pháp nói vậy á, thì hai ông hoảng hồn, bởi vì hai ông không có muốn để cái chỗ đó giống như cái nơi có người chết, mà bây giờ đó là nhìn nó ớn quá, người ta mới quyết định mời thầy về để đặng đập mà nới nhà ra. Bây giờ thầy phán thôi xây luôn cái miếu đó đi, mà không những cái người chết mà trong nó còn có vong hồn cái cô mà hại ông này chết nữa, thì ai đâu mà chịu. À, thì lúc này là hai ông hoảng hồn quá. Thì cái ông nhà số 1 mới qua nói với ông nhà số 2. Ông mới nói với ông nhà số 2 là thôi giờ tôi tính vậy. Tôi ở vùng ven á, là cha mẹ tôi coi như cũng lớn tuổi rồi. À, mấy năm nay á, là rề rề sức khỏe không ổn. Cũng kêu tôi về đó. Thôi thì chồm sớm nhau lâu năm. À, tôi bán cái nhà của tôi lại cho ông. Tôi tính về em coi được không. Thì ông sẵn ông xây đó. Thì ông biến cái cửa chính của ông giờ thành cái cửa phụ, giống như cái cửa bếp các bạn. Còn ông mua luôn nhà tôi thì ông xây thẳng ra luôn. Thì thay vì cái tường của tôi bên bên đường bên kia thì ông đập ra thành cái cửa chính. Vậy là nhà ông nó thẳng xuống được. Thì cái bên bên hông đó ông xây lên cái miếu. Thì ông chỉ cần nhớ đến ngày cúng nước rồi ông ra ông cúng cơm, chọn đúng cái ngày cúng thôi cũng được. Ông không phải ra vô mà ông nhìn cái miếu hoài, bây giờ cái mặt tiền thay đổi rồi. Gia đình ông có ra vô đi nữa đó thì cũng là nhìn về hướng đường bên kia, coi như là được cái view mới, nhà thì bự ra. À, tại vì cái ông nhà số 1 không có vợ không có con, cho nên ông đi dễ lắm. Ông nhà số 2 thì vợ con đùm đề rồi. À, thì rốt cuộc là ông số 2 không chịu. Ông mua lại căn nhà của ông số 1 rồi ông bắt kêu thợ về ông xây. Thì khi mà thợ về xây thì cái người thợ cũng tài lanh. Người thợ tài lanh mới hỏi ra ủa sao không 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 xây thẳng luôn thành cái tường thẳng. Rồi mình làm hai cửa thông ở cái cửa mà chính là có cửa thông phụ rồi có cửa bếp nữa cho nó rộng rãi nó thoáng mát. Đó, rồi phía trước mặt tiền á mình cho người ta thuê mở tiệm đồ ăn, tiệm thuốc coi như là cũng tiền vô đó. Thì bạn biết là lúc này là cái ông nhà số 2 ông hưởng hết cái miếng đất đó rồi thì ông mới kể ra sự tình. Thì cái ông mà xây dựng tài lanh, ông nói trời tôi dân xây dựng mà tôi có bùa lỗ ban. Cái cách chứng yểm mấy cái vong hồn này á, nó đơn giản lắm. Mấy người thầy cúng bình thường sao biết. Thì cái ông mà sở hữu nhà đó, nhà số 2 đó, ông khoái quá, ông hỏi là chị chứng làm sao. Thì cái ông mà bùa lỗ ban, cái ông mà xây dựng mới nói là bây giờ xây suông đuột đi à, cho nó đẹp chứ tự nhiên nhà bị lồi vô khất kỳ lắm. Xây suông đuột đi, cái miếu khỏi xây. Thì ngay cái chỗ mà cô đó, đó để bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông bà. Ở trên mình có cái bàn Phật. Ông bà mình hiển linh, chứng luôn nó. Phật ở trên hỗ trợ là coi như xong. Mấy cánh cửa là dán thần trà ức lủy để cho gọi là hộ pháp. Dưới bếp mình ha là để ông táo bà táo ngày đêm coi như là mở lò lên là thắp nhang, ma quỷ nào mà nó dám phá nhà. Nghe vậy quá hợp lý nữa bạn, quá hợp lý. Thì ông nhà số 2 đồng ý. Thì cái ngày mà đập tường xây dựng đó à, vừa mới đập cái đầu tiên là cái ông mà chủ thầu cũng chết. Ông chết thì lúc này là người ta mới để ý đến nhà, và ông số 2 thì cũng ớn quá, ông mà sở hữu miếng đất ông ớn quá. Ông nói thôi rồi, điều này là ông thầy cúng nói đúng, thầy bà nào mà chứng được ma này, mà bây giờ mình lỡ mình mạo phạm rồi mình có sửa được hay không, thì mới mời cái người thầy cúng cũ về. Thì ông thầy cúng nói là được, bị gì cái hồn ma này tính ra cũng biết điều. Cái cô này cô không có trách những cái người mà không biết về tâm linh. Cổ chỉ trả thù những người phá cái chỗ mà cổ hiển linh thôi. Còn cái người đàn ông mà chết lúc trước đó là tình nhân cũ của cô này hay sao đó. Cho nên là mới như vậy. Thì cái ông số 2 nói bây giờ không lẽ bây giờ cứ sống chung vậy hoài, tôi đâu bà con gì với cái hồn ma này. Thì cái người thầy cúng nói thì đó là số phận, là duyên nghiệp. Ông cứ đúng lễ,
ông thành tâm với người ta thử coi nhà ông có phất không. Nhiều khi lỡ sau này gặp nhân duyên có người thỉnh cổ đi đó, ông không muốn cho cổ đi nữa không Trần. Chứ con người sống với nhau mà, có gì đâu mà ta có hại nhà ông đâu. Đó thì lúc này ông nhà số 2 ông cũng nghe. Từ đó về sau bao nhiêu người nói ông cũng say bình thường. Cứ ai mà xúi đập nhà là ông bỏ, ông không mời người đó. Thì rốt cuộc là cũng xây, ông chừa lại một cái chỗ để làm cái nhà thờ kế bên. Thì ở nơi đó cái người thầy cúng mới viết cái dòng chữ ở trên đó là thờ hồn cô. Tại vì không biết cổ tên gì mà đạo hạnh người thầy Pháp thầy cúng là không cao, không có thể nào mà hỏi nói chuyện được, cho để cho là thờ hồn cô. Thì lấy cái ngày mà phát hiện ra tấm hình của cổ đó làm cái ngày cúng hàng năm. Thì đúng là vậy bạn. Từ khi mà làm xong cúng là nhà của ông này phức. Phức mà coi như là khủng khiếp luôn. Con cháu mua nhà mua cửa thoải mái luôn. Thì ông này càng ngày ông càng gọi là quý cô này. Bởi vì giống như là ông bà gia đình mà phù hộ không bằng cái hồn ma dọc đường. Ông nói vậy đó. Thì ngày đó ông đem nước, đem rượu, đem bánh trái ra ông cúng. Thì có một cái người sư đi ngang. Nhân duyên mà. Sư đi ngang, sư mới nhìn vô cái miếu, sư mới cười. Sư nói tính ra làm quỷ á, hại chết hai người mà lại giúp cho bao nhiêu người trong nhà này á, là hưng thịnh, thì tính ra cũng phải có cái oan ức gì với con. Thì cái ông chủ nhà ông quay qua, ông nói là con đâu có oan ức gì đâu. Sư mới nói là tao không nói con, tao nói cái hồn cô gái mà con đang thờ đó. Thôi thì con vào trong cho ta nói chuyện với cổ. Thì tự nhiên sư ngồi đó, sư nói chuyện. Sư nói cả buổi với không khí vậy đó, nói với cái miếu đó. Thì rốt cuộc là khi mà dứt câu sư đứng lên đó, thì cái bát nhang nó cháy. Nó cháy phật lên. Thì cái linh vị mà cái chữ mà ông thầy cúng ngày xưa ông viết là thờ hồn cô đó, nó tự động nó ụp xuống. Thì sư mới quay lại, sư mới chắp tay từng sư niệm, sư nói là thôi được rồi, vậy thôi theo sư. Thì sư vô sư nói chuyện với chủ nhà một tiếng để coi như là cắt cái duyên giữa con với chủ nhà. Chủ nhà này coi như cũng phước đức rồi, con thì phải theo sư về chùa. Thì sư mới vô nói, mà vị sư này nói cho cái người chủ nhà đó là cô này ngày xưa với cái anh mà đầu tiên mà cổ giết đó là yêu nhau. Thì ở ngoài quê yêu nhau bị gia đình cấm cản, gia đình hai bên không cho phép, nhưng mà cô này cổ liều mạng để mà cổ theo gia đình, cổ bỏ gia đình chứ, cổ theo anh này để vào trong Nam lập nghiệp. Thì trên cái chuyến xe mà đi đó, thì do gia đình của cô này đó là rất là thế lực ở cái vùng đó, cho nên cho người dí theo để bắt cổ lại. Thì thời đó cô bận cái áo dài đó. Thì khi mà lên xe lửa là không có mua vé, ta gọi là nhảy tàu để mà tránh cái tai mắt của gia đình. Mà vào ban đêm là hai người đã bỏ trốn. Và các người mà chết cũng là một cái người học trò có học. Hai người yêu nhau trốn ban đêm, thì gia đình cô này cũng dí theo. Thì khi mà nhảy lên xe lửa thì cô này bị dướng cái tà áo dài, cũng mới té xuống cái đường ray, cũng bị cán nát người của chết. Cũng cán nát người của chết. Nhưng mà khi mà cổ té thì cũng mới kêu anh ơi. Cô kêu cái anh học trò đó, cái người cô yêu mà cô bỏ gia đình cô đi đó, cô mới kêu là anh ơi. Cái từ nó xé tim người ta vậy đó mà. Ông đó ổng cố tình ổng bỏ chạy. Là ổng sợ nếu bây giờ mà ổng nhảy xuống đó, liệu gia đình của cổ có tha cho ổng không? Bị trong chứng kiến cổ chết rồi. Ông nhảy xuống là gia đình người ta quánh ổng chết, mà gia đình thế lực trong vùng nữa. Cho nên ổng đành phải ngậm đắng ngậm ngùi mà ổng bỏ ổng đi. Đành nhìn người yêu mình chết dưới bánh xe lửa mà bỏ đi. Thì khi lên đây đó là cái dòng cô này theo ám, cho nên mới thân tàn ma dại, sống đời dứt dưỡng. Từ đó mà ăn nhậu bê tha, không có lập nghiệp được gì hết. Đi đến đâu thì người ta xua đuổi. Thì cái ngày đó ông này ông xỉn đó, ông mới trách móc cô này. Mặc dù là cô, ông thấy dòng cô này lâu rồi, ông trách móc.
thì cổ lên cái sân hận mà cổ giết ổng trong đêm. Cổ giết ổng trong đêm luôn. Mà từ khi cổ giết đó thì buộc cổ phải ăn cái hồn. Tại vì nếu không ăn thì hồn ông này sẽ hại cổ. Cho nên cổ ăn hồn mà cổ thành quỷ. Cổ thành quỷ. Thì ngay cái giây phút đó đó, cái người thầy pháp năm đó đã nhìn thấy, mới kêu làm cái đình, làm cái miếu để cúng, để cho cái sân hận con này giảm xuống, rồi từ từ tìm cách hóa giải. Nhưng mà không ngờ cái người xây dựng vô nói mình có bùa lỗ ban đòi chứng người ta. Hận chồng hận thì cổ mới giết thêm một người nữa. Nhưng mà may mắn là cái người mà thầy cúng đó vẫn kêu khuyên cái người chủ nhà là nên thờ cúng. Thì chính vì cái tâm đức của người chủ nhà thờ cúng nó dằn lại cơn hận, từ từ nó xóa đi cái tâm ác của cổ. Tại vì cổ được cung phụng và cổ được cúng kiến, cứ mỗi lần con cháu làm ăn hưng thịnh là người ta ra người ta cúng giống như biết ơn, thì cái sân hận nó bớt đi. Cổ phù hộ. Thì hôm nay nhân duyên gặp cái người thầy tu đó, thì cái người thầy đó mới giải thích cho gia đình này hiểu cái số phận cô này là cái người chết oan năm đó. Nhưng mà do thấy người yêu của mình đó, cái người mà mình hy sinh cái thanh xuân, hy sinh gia đình đi theo, mà đến lúc mình chết đó thì ngoảnh mặt làm ngơ để đi vào Nam. Và chứng kiến cái cảnh tượng mà gia đình người thân của mình lụm từng miếng thịt của mình bỏ vô bao đem về mà chôn đó, thì cổ hận quá, cổ mới theo ám cái anh đó. Cho nên trong hình ảnh là một cái người khôi ngô tuấn tú, nhưng mà không ai nhận ra hết, tại bị ma nó ám mà. Là cũng do sống mà không chọn tình, không chọn nghĩa đó. Đó thì cổ hại cái anh này chết đi. Mà cổ ăn hồn cũng mới thành quỷ. Thì khi mà giải thích với người nhà xong đó, thì ông chủ nhà ông sợ. Ông sợ ông nói sư nói thiệt không. Con nghe thì con cũng cảm động đó. Nhưng mà bây giờ nó là con phải con giữ người ta bên cạnh. Nhưng mà bây giờ có nói thiệt là vậy không? Nếu thiệt vậy thì sư thỉnh đi đi. Nhưng mà cái miếu này thì con để đây. Con để đây ít nhất cũng phải là một tuần nửa tháng, để coi sư có bị gì không. Nếu sư không bị gì mà cũng không ai ám nhà con đó, thì con mới dám đập con bích đi. Thì vị sư này mới cười. Sư nói thì ra con cũng còn sợ. Tại vì chính cái người chủ nhà thấy cái ông chủ thầu chết mà, cho nên ông sợ. Thì sư mới nói là thôi vậy thì đêm nay thì cổ về cổ sẽ cho con gặp. Thì đêm hôm đó cái người chủ nhà nó ngủ đó, là cô này về cho ông chủ nhà gặp. Cô mới nói là cô cảm ơn. Cô cảm ơn. Thì bây giờ cô phải đi. Bị gì cô phải tu. Cô thấy cái vị sư này có nhân duyên mà chịu đón cô về cho cô tu tập. Cho nên cô đi, cô không có phù hộ gia đình ông được nữa. Cô mới nói là tôi không có phù hộ được nữa, ngày mai ông lắp lại đi. Tôi cho ông thấy cái nhân dạng của tôi, để cho ông biết là lâu nay ông thờ ai. Lúc tôi mất thì tôi cũng chỉ có 17 tuổi thôi, cho nên tôi còn nhỏ con lắm. Ông nhìn tôi đi. Thì ông này đâu dám nhìn, trong mơ, mặc dù trong mơ ông dám nhìn. Ông kêu gì thôi tôi cảm ơn cô đi đi. Cô đi đi. Thì sau đó là cái cô này cũng được cái vị sư nó làm lễ dẫn đi. Thì cái ông chủ nhà mới ra lắp lại. Lắp lại cái chỗ đó. Thì xây dựng lại hết tất cả mọi thứ. Rồi sau này gia đình làm ăn hưng thịnh lắm bạn. Làm ăn hưng thịnh. Thì mới đi qua nước ngoài định cư. Cái miếng đất này bán lại cho gia đình cái người kể chuyện. Thì cái ông nó để lại nguyên câu chuyện đó cho gia đình cái người kể chuyện. Để mà lỡ như cái cô này cô có xuất hiện lại, thì mới biết cái nguồn gốc tại sao trong nhà có ma. Nhưng mà thật sự ra thì cô đâu có dòng lại đâu. Mà cái người kể chuyện thì lại có được một câu chuyện tâm linh để gửi cho kênh mình. Thì tại vì nhà của người ta vẫn đang ở, bà con người ta vẫn đang kinh doanh buôn bán, cho nên là người kể chuyện cũng không muốn nói nhiều quá về cái địa điểm cũng như nơi mà người ta kể câu chuyện. Thì Tân cũng xin phép Tân không kể, không nói ra. Nhưng mà mình thay mặt người ta mình kể câu chuyện mà người ta mong muốn cho các bạn nghe. Đó, thì thực ra chuyện ma nó vi diệu lắm bạn. Đôi khi cái sự việc nó xảy ra, nó có hẳn cái nguồn gốc, nhưng mà đôi khi nó cũng không có nguồn gốc. Nó vô chừng nó xảy ra khi mà mình vô tình mình chạm phải. Tâm linh mà. Nhưng mà mình tìm được cái người giúp cho mình trong cái chuyện tâm linh đó,
đó là hữu duyên. Cho nên khi Tân kể, Tân cố gắng Tân kể thật là nhiều những cái hiện tượng xảy ra để các bạn cảm thấy mình có giống như vậy hay không. Nếu giống như vậy thì mình đi tìm một cái người hữu duyên để mà giúp mình. Còn nếu mà mình xảy ra cái sự việc đó mà mình tìm hoài không ra người hữu duyên giúp mình, thì bạn phải hiểu ngay đó là nghiệp của mình, mình phải trả. Mình không thể nào mà nghịch lại với cái nghiệp của mình, mình không thể nào mà cưỡng lại cái ý trời. Nghiệp quả ai cũng phải trả hết. Mặc dầu Tân là cái người biết, Tân hiểu, mà đôi khi Tân bị, Tân vẫn phải trả. Có những lúc trái gió trở trời, có những khi làm ăn gọi là bị thất bại, có những lúc bị người ta lừa. Đến tận bây giờ Tân vẫn bị những chuyện như vậy. Nhưng mà mình sao? Cắn răng mình chịu. Tại vì đó là nghiệp của mình, mình phải trả. Chứ không thể nào mà mình sử dụng cái mối quan hệ của mình, mình sử dụng những người thầy pháp mình quen, mình sử dụng các fan của mình để mình làm phiền lòng các bạn. Thí dụ như mình cũng bị người ta lừa vậy. Đầu khi mà đầu năm 2021 là Tân bị. Thay vì Tân la làng lên, Tân đấu tranh, Tân làm đủ thứ để fan nhảy vô rồi này nọ, thì mình suy nghĩ là thôi, bỏ đi. Đó là nghiệp của mình, mình phải trả. Của phải đi thay người. Rồi có những lúc mà da quẹt, bạn đâu biết đâu, Tân cũng xảy ra những cái chuyện bên ngoài. Thì cũng chính vì vậy mà mình vượt qua mọi cái khó khăn, thì mình chấp nhận cái nghiệp đó. Chứ mình không có cãi lại ý trời. Mình không có cãi lại. Còn những cái mình gặp những người nhân duyên tới giúp mình, thì mình tạ ơn, mình cảm ơn. Đến tận bây giờ mình mang ơn người ta. Đừng có sử dụng tâm linh, sử dụng những cái chuyện mà mình kể để mà mình làm những cái việc mà nó trái lại cái ý của trời. Đơn giản nghiệp mà, đâu có ai mà có thể tránh được. Bạn nên nhớ là ngay cả Phật cũng phải trả. Thì đừng nói gì với người phàm giống như mình. Nhưng mà quan trọng đến lúc mình trả, mình có hoan hỷ hay không? Mình có cảm thấy cái đó là chuyện phải làm hay không? Hay mình cố gắng, mình dùng dằn, mình dùng dãy, mình nhờ người này, mình hại người kia, mình đi đường sau, đường lòn, để mà mình thoát được cái chuyện đó. Thoát được một, không thoát được hai. Đó là lý do tại sao mà Tân kể chuyện tâm linh đó, Tân không bao giờ giới thiệu thầy. Thứ nhất là mình đang truyền bá mê tín dị đoan gì không được. Kể chuyện để giải trí, một khi đã giới thiệu thầy thì đó đã là truyền bá rồi. Mình đã có lợi nhuận, lợi ích trong đó rồi, là không được. Cho nên là mình phải tùy duyên. Có những chuyện không giúp được các bạn, mình cũng buồn lắm. Nhưng mà bản thân mình cũng phải trả. Và mình cảm thấy hoan hỷ khi mà những chuyện đó đến với mình. Vậy là sóng gió cứ từ đó mà đi qua. Nếu như không có thất bại, không có sóng gió, không có nghiệp chướng, thì sẽ không có một cái người mạnh mẽ, không có một cái người thành công sau này đâu bạn. Mọi thứ đều phải nhờ vả, thì sau này bạn không tự đứng lên được đâu. Đó là những gì mà Tân muốn truyền tải qua những câu chuyện mà Tân kể. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay, cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích, nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma vào lần sau. Bye bye.